Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trường Alex. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về thử thách 30 ngày trải nghiệm lối sống của một chiến binh kiếp thiết MMA sẽ như thế nào nhá. Và để có một cơ thể, một tinh thần minh mẫn như thế này, các bạn cùng xem hành trình của mình sẽ diễn ra như thế nào. Yes. Trong hành trình này, tôi tập luyện tổ hợp các bộ môn của Kickfit như gym, Kickfit, boxing, kickboxing, muay thái, bơi và cả chạy bộ hay đạp xe nữa. Với tần suất tập luyện của tôi, như câu nói của bác Hồ, tự tôi ngày nào tôi cũng tập. Và mỗi buổi tập, tôi thường duy trì từ 60 phút tập luyện trong suốt hành trình. Và sau mỗi buổi tập luyện, cơ thể tôi mệt mỏi, đau nhức khi mới bắt đầu, nhưng dần dần cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và dẻo dai hơn. Và điều quan trọng không thể không nhắc đến đó là chế độ dinh dưỡng khoa học trong 30 ngày thực hiện thử thách của tôi, bao gồm gà, cá, lợn, tôm và các thực phẩm khác như rau, củ, quả, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trước và sau mỗi buổi tập luyện. Và tôi cũng hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ như chiên, xào, nướng và các chất có ga, giảm lượng đường, sữa, vân vân. Và để giảm cân, mọi người nên lưu ý về tính chất cân bằng giữa calo in và calo out, tức là lượng calo tiêu thụ một ngày và lượng calo bạn nạp vào cơ thể. Và theo công thức TDI thì năng lượng tiêu thụ của mình là 1834. Mình cần ăn bằng hoặc ít hơn chỉ số này để giảm cân, giảm mỡ. Và chỉ số này có thể thay đổi dựa trên chỉ số IMDi của mọi người nhé. Với thực đơn ăn uống của tôi rất đơn giản, chủ yếu là luộc, hấp và xào thì sẽ ít dầu mỡ và cân đối trọng lượng dinh dưỡng. Ví dụ như bữa sáng của tôi bao gồm 100g thịt bò và súp lơ chứa 300 calo, một quả dưa chuột 15 calo và 150g bắp cải luộc 25 calo. Tổng dinh dưỡng bữa sáng của tôi là 340 calo để tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng để tập luyện và làm việc. Khi bắt đầu với chế độ dinh dưỡng mới, tôi cảm thấy khó khăn, nhưng dần dần quen và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và thoải mái hơn trước. Thật sự thì khi bắt đầu thử thách, tôi cùng cơ thể này luôn cảm giác mệt mỏi, đau nhức, chán nản và đôi khi muốn bỏ cuộc. Cùng khó khăn trong việc tuân thủ chế độ dinh dưỡng và vượt qua những rào cản về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng những cảm giác chiến thắng bản thân sau mỗi buổi tập luyện cùng sự hỗ trợ và động viên từ bạn bè, gia đình và niềm vui đạt được mục tiêu là động lực rất lớn khiến tôi vượt qua mỗi ngày. Và sau 30 ngày, tôi đã đạt được một số kết quả tuyệt vời như giảm 1kg trọng lượng cơ thể từ 67,8kg xuống 66,8, tăng 1kg cơ và giảm 1,5kg mỡ, cải thiện điểm sinh học từ 77 lên 82 điểm. 30 ngày, hành trình đầy thử thách nhưng vô cùng đáng nhớ, nơi tôi đã hoàn toàn lột xác, trở thành một phiên bản mạnh mẽ và tuyệt vời hơn của chính mình. Sau hành trình, tôi nhận ra 3 từ khóa giúp tôi vượt qua thử thách 30 ngày như là kỷ luật, kiên trì và vượt ngưỡng. Kỷ luật, từ một người lười vận động, tôi đã học được cách tuân thủ nghiêm ngặt lịch tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học. Mỗi ngày, tôi đều dậy sớm tập luyện, ăn uống đúng giờ và hạn chế tối đa những cám dỗ. Kỷ luật đã giúp tôi rèn luyện ý chí, sự quyết tâm và tạo nền tảng cho những thành công sau này. Theo là kiên trì, không ít lần tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi, đau nhức và cảm giác chán nản, nhưng tôi đã chọn kiên trì, không ngừng nỗ lực và vượt qua giới hạn của bản thân. Kiên trì đã giúp tôi chinh phục thử thách và đạt được mục tiêu đã đề ra. Vượt ngưỡng, từ một cơ thể yếu ớt, thiếu sức sống, tôi đã sở hữu một body săn chắc, dẻo dai và đầy sức mạnh. Vượt ngưỡng sau mỗi buổi tập luyện đã giúp tôi tự tin hơn vào bản thân và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Hành trình 30 ngày trải nghiệm lối sống của một chiến binh Kickfit MMA đã mang đến cho tôi không chỉ một body mới, một tinh thần minh mẫn mà còn là một con người hoàn toàn mới. Giờ đây, tôi tràn đầy năng lượng, tự tin và sẵn sàng chinh phục mọi ước mơ. Đối với những người mới, các bạn cần xác định mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch cụ thể và chi tiết, tìm kiếm sự hỗ trợ từ huấn luyện viên và cộng đồng, kiên trì, kỷ luật và không bao giờ bỏ cuộc, luôn giữ bình tĩnh, tinh thần lạc quan và tích cực. Bạn là ai? Bạn muốn thay đổi cuộc sống? Bạn muốn có một body tuyệt vời? Hãy thử thách bản thân với Kickfit MMA. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hành trình thử thách 30 ngày để trở thành chiến binh Kickfit MMA. Và hành trình này của mình đã kết thúc rồi. Hẹn mọi người vào những hành trình thử thách sắp tới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.